Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube nhà tôi Vlog của anh Vinh nha. Anh Dương có học bút màu Doraemon. Bây giờ anh Dương sẽ vẽ cái gì vậy? Màu. À, rồi bây giờ anh Dương sẽ vẽ cầu vồng. Rồi bây giờ anh Dương lấy màu ra đi. À, anh Dương á sử dụng màu rất là cẩn thận luôn. Nhưng mà nó vẫn bị gãy nha. Cũng như cố gắng cho nó bị gãy nha. À, cũng còn những màu rất là đẹp luôn. Anh Dương vẽ đi. Đầu tiên anh Dương sẽ vẽ hai đám mây trước. Đám mây đâu con? Con vẽ đám mây bằng màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Đấy, anh Dương chọn màu đám mây màu xanh để vẽ đám mây cho con khách này nè. Nó sao vậy không? Tuy là nó gãy nhưng mà cũng sai được chứ. Màu hồng. Màu. Màu. Màu.
sao con khoe lên các bạn xem đi, giờ con lọc vô vô con cầm lên, con cầm lên. À, bây giờ Dương sẽ bỏ vào trong của anh Lưng để lưu lại vậy nè. Mấy bạn nhớ nha, mình về sau mình phải cất kỹ vào để nó mất hết nha. Giờ con bỏ vào cho hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo kênh của anh Dương nha. Cảm ơn các bạn nha.